Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kích thước đo kỹ thuật số của hãng COS nha các bạn. Thước đo thủy và sử dụng màn hình LED với mã sản phẩm là GIM60. Thì đi kèm với cái thước thì hãng cho chúng ta một catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của COS nha các bạn. Và bên cạnh đó thì cái phần bao bì đã bằng bao bằng vải nha các bạn, giúp chúng ta dễ tiện, dễ cầm, dễ di chuyển nha các bạn và bảo vệ cho cái thước. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nha các bạn. Với phần tem thì có phần logo của Boss và mã sản phẩm GIM60 nha các bạn. Phía sau thì có phần tem in control của thước và phía dưới thì có cái bộ phận tem đóng hàng giả, hàng nhái nha các bạn. Đây, Boss. Và cái thước này thì rất là chuyên dụng và là nó sử dụng trên dây chuyền và trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức nha các bạn, với sử dụng phục vụ rất là tốt cho các công việc đo đạc và lắp đặt nha các bạn, thường sử dụng cho các công trình cơ khí là dân dụng nha các bạn. Thì nó có thể sử dụng cho đo độ thẳng thang bằng khi lắp đặt và vật dụng nội thất, đo độ nghiêng của mái vân vân, và nó có thể đo được cái dốc của cái mặt đường và mặt phẳng nghiêng nha các bạn. Ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp cơ khí, xây dựng và sửa chữa, rất là thuận tiện nha các bạn và rất là chuyên nghiệp. Cái độ chính xác của nó rất là cao và tuyệt đối luôn nha các bạn, độ chính xác rất là tuyệt đối. Và phần vỏ thì được làm bằng chất liệu nhôm nha các bạn, nhôm nên rất là chắc chắn và rất là bền. Thì đây thì có 4, 2, 4, 5 nút điều khiển nha các bạn. Nút chính giữa là nút nguồn, bật on off ra nha các bạn. Nút thứ hai là cái nút này, là nó có thể điều chỉnh cho chúng ta cái đo nha các bạn. Đây, cái đơn vị đo là từ nó có 3 đơn vị đo: độ, đo độ và đo phần trăm, và đo mili và đo mét nha các bạn. Và bên cạnh đó thì nó có thể đo bằng đèn led luôn nha các bạn, đèn led, nó có thể đo bằng đèn led. Và bên cạnh đó nữa là cái nút copy để nó sẽ lưu cái dữ liệu, cái dữ liệu mình đo đạt nha các bạn, nó sẽ cộng vào của mình rất là tiện và thuận lợi. Thì cách điều chỉnh của nó thì cũng khá là dễ dàng. Và bên cạnh đó thì cái thước này với chế độ bảo hành là 6 tháng nha các bạn, và phạm vi làm việc của nó lên tới 360 độ. Và bên cạnh đó là cái size gốc của nó là 0.05, và cái size số tia laser tối đa là 0.5 mm nha các bạn, mm. Và đơn vị đo thì như mình vừa đã nói, nó có 3 đơn vị đo là độ và phần trăm và mili. Bên cạnh đó nữa là trọng lượng của này thì nó nặng tầm nó khoảng 900g nha các bạn, khá là nhẹ và rất là thuận tiện khi sử dụng nha các bạn. Và kích thước dài 60cm, rất là chất lượng, công nghệ của Đức, Boss nha các bạn, công nghệ Đức 100%. Và đây là Đức cái thước đo thủy nha các bạn, rất là chuyên nghiệp. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm về cái sản phẩm thước thủy kỹ thuật số của hãng Boss này với mã sản phẩm là GIM60, thì hãy liên hệ tới số điện thoại chỉ cần đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để các động lực review những sản